Erythromycin là một kháng sinh nhóm macrolide, là kháng sinh đầu tiên của nhóm macrolide được phát hiện. Thì nhược điểm của erythromycin á, là có thời gian bán thải ngắn nên phải sử dụng đến 3 đến 4 lần một ngày, thời gian bán thải khoảng 1,5 giờ đến 2 giờ. Thì tương đối ngắn, các thế hệ sau thì người ta đã cải thiện được đặc tính này. Phổ chủ yếu của nó thì phổ gần giống với penicillin, các penicillin. Tuy nhiên thì tác dụng trên tụ cầu và cầu khuẩn gram âm và gram dương hay là các vi khuẩn đó thì nó yếu hơn là penicillin, nhưng nó mạnh hơn penicillin, tốt hơn penicillin ở chỗ là nhóm beta lactam không thể tác động lên những con vi khuẩn là không điển hình, tức là những con vi khuẩn nội bào là chlamydia hoặc là mycoplasma hoặc là legionella thì erythromycin tác dụng được. Erythromycin hiện nay thì có rất ít chỉ định cho dùng với erythromycin, chủ yếu là dùng để điều trị viêm họng. Và thì thường nó thích hợp hơn đối với thích hợp hơn beta lactam đối với phụ nữ có thai và cho con bú hoặc là trẻ em. Spiramycin là một macrolide có vỏ lacto 16 cạnh nên nó không có tương tác với CP450 nhiều giống như là erythromycin hay clarithromycin, nó ít tương tác. Thì spiramycin chủ yếu là dùng để điều trị nhiễm khuẩn mà nó đề kháng với erythromycin hoặc clarithromycin, tại vì cái đột biến trên điểm 2058 theo hệ đánh số E. coli thì nó sẽ đề kháng tự nhiên với erythromycin hoặc clarithromycin, thì cái này vẫn có tác dụng. Và zoxanthromycin nó vẫn có tác dụng trên những cái chủng đề kháng đó. Tuy nhiên thì nếu mà vi khuẩn đề kháng bằng cách tiết ra methylase thì nó sẽ đề kháng với tất cả hầu hết các macrolide cũng như clindamycin hoặc streptoramycin. Ở bên bệnh sản nhi thì người ta chỉ dùng erythromycin và spiramycin chứ không dùng clarithromycin. Nguyên nhân là vì clarithromycin á, nó có tác dụng phụ là gây quái thai nên nó không dùng được trên phụ nữ có thai thuộc bảng CFDA. Azithromycin là một kháng sinh thuộc nhóm macrolide có 15 cạnh. Azithromycin á, có một ưu điểm hơn so với erythromycin hoặc là clarithromycin, đó là nó không tương tác với CP450 vì nó có 15 cạnh nên nó ít gây tương tác thuốc hơn các thuốc kia. Ngoài ra thì azithromycin có một đặc trưng là nó là một kháng sinh hướng mô, có nghĩa là nó thấm rất tốt vào tế bào và đạt nồng độ trong mô cao khoảng gấp 100 lần so với huyết tương. Cho nên cái khả năng diệt vi khuẩn nội bào như là Mycoplasma, Chlamydia A hoặc là Legionella của nó tốt. Và thời gian bán thải của nó thì khá là dài, cho nên người ta có thể uống một liều duy nhất 2 gram chẳng hạn để điều trị các bệnh như là đau mắt hột cho Chlamydia hoặc là bệnh Chlamydia sinh dục. Ngoài ra thì azithromycin còn tác dụng tốt trên các vi khuẩn gram dương giống như Streptococcus, Pneumococcus hoặc Staphylococcus aureus không kháng với methicillin, vân vân. Nó cũng tác dụng tốt trên các vi khuẩn gram âm như là Haemophilus influenza chẳng hạn, Bra influenza hoặc là Moraxella clararis. Cho nên thì azithromycin có thể được dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Và azithromycin có thể được sử dụng trên phụ nữ có thai.